Ok, nay mình thành trong cuộc sống Florida nè. Chúc các bạn một đêm rất là hạnh phúc nha, bình an nha. Nay có một bạn mình chờ mình bắt xuống nè, chơi với nhau mấy chục năm rồi đó. Làm cũng cho hấp rượu để bạn ăn. Quá lý tưởng. Hửi không coi. Nè, cái này muốn xé quá, để cho mày xé. Đó. Đây. Ba già hết sức rồi, chặt sẵn anh ba. Đây gì? Oyster nướng. Hey. Làm tiết canh luôn á. Hello, xin chào bà con cô bác. Hôm nay mình có một người bạn ở trên phương xa tới nha, ở trên Virginia. Chơi nhau lúc đi tắm mưa còn ở chuồng đó. Ồ vậy hả? Ừ. Bữa nào hai người tắm mưa lại lần nữa coi. Mà không chắc ở chuồng. Lớn rồi. Ồ, từ xưa không biết. Ồ lại ký ức coi. Ủa than gì mà nổ như đồ pháo vậy anh? Nổ cái da con sò là chứ than cái gì. Ồ vậy hả? Nổ cái xe con Oyster đó. Đây là anh ba của anh Thành nè. Ba làm trước mà. Ba đã, món tủ của anh ba là món Oyster nướng. Nè ba. Nướng ủa phải nướng phô mai hả? Nướng bơ đờ với lại trứng cá. Mày cần cái gì không? Ý da còn sống rồi nữa. Ôi uống vậy. Nè các bạn. Cái này đưa để sáp quá, cái đoạn bủ nó cháy nè. Nè ba Hùng. Đây là món gà hấp bia của anh Thành đây. Đây đây. Quay về cho trống chỗ. Đây cái nồi. Cái nồi còn nghi ngút đây khói. Đó, để gì vào đó đi. Thấy gì đâu. Thấy giờ mấy anh em ăn lấy sức để chút nữa đi kiếm cá nha. Đi làm cá. Đi kiếm cá về cho má nó canh chua. Đi bữa tối cá có nhiều lắm. Đó, mình là thần đèn phải không? Ồ, trời ơi. Em muốn đèn là có đèn liền. Nó sôi quá thì sôi anh, nó tắt đi anh để nó. Này không có tăng đưa được, tăng đưa thôi được. Nó mềm á, chín rồi. Rồi cho anh bưng nó xuống đây nè. Ờ, chín rồi. Để này nó ấm luôn á. Nhưng mà nó chín rồi. Đây. Cái dĩa mình thôi. Được. Rồi, cái đâu này. Ủa còn chi cho giò không nó khét á. Ừ. Ồ coi nè. Nóng không? Ngon. Anh à, cảm ơn ba. Nè, sò anh ba nướng nè. Nóng không lắm. Con oyster nè. Bỏ gì đây ba? Trứng cá, bơ đờ, hành lá. Có chút tình thương đúng không? Cảm ơn ba. Xíu tiêu vô. Tiêu. Ngon không? Nó béo, đồ ngọt bằng mặn. Trứng cá nhà bố bố đẳng. Nè anh thử. Đây là, đây nè thấy chưa, thấy hấp dẫn không? Ăn trúng trứng cá nó giòn giòn. Cũng sáng nữa, có đèn nữa kìa. Rồi, vô một cái đi coi. À, mẹ ơi. Tôi vô một cái đi ha. Vô đi. Bấm không? À, đúng. Bấm phải đều nha, bấm đều luôn mà. Đứng tướng ngon lành không à, đúng không? Đạt ơi Đạt. Chốc luôn không? Đạt ơi. Lại mà bấm đâu. Nó nghe đâu còn kêu. Trời cũng mới ớt. Kêu Đạt anh. Chưa. Thế mà tay xé gà luôn. Đạt ơi.
nổ vậy? Trứng cá. Trứng cá nổ hả? Ừ. Sò đó. Trứng cá nổ. Mình cũng ớt nè. Trời ơi, nó nổ như pháo vậy. Mình nha. Em coi nha, anh bỏ mấy miếng cho nó nổ này nè. Nè, con thùng bỏ vô nó nổ. Chút nổ nha. Chút nổ nha. Chết nằm mơ đó. Đó. Hai nha. Đó. Mùa hợp với nó bắt. Dạ luôn á. Rồi, rồi. Có trò chơi đây. Trời ơi, nổ lớn sợ. Không ai cầm lên được không? Có lý à. Bỏ thêm nữa đi anh. Hả? Trời ơi, nổ giống như Tết gì đó. Mới phát hiện ra nha. Nè, nhìn đây nè. Bà cho bà con coi nha. Trứng cá nha. Bỏ chỗ mở trên nên đi không? Hết rồi, gì đủ rồi. Nè, một lát anh nổ cho coi nghe nha. Qua qua đi. Không. Ôi, nổ lớn luôn. Nổ lâu luôn á. Dữ. Bây giờ mình làm thử. Bây giờ mình làm thử cái món này nha. Ở mình thấy ở trên trên YouTube á, người ta làm ở gọi là bánh tráng nướng ở Đà Lạt á. Mình không biết. Không biết là nè. Không biết làm như thế nào, mình thử mình tập làm. Sao luôn á. Biết ngon không nha? Giờ nè. Bỏ ở đây. Mà thích cho tao xé cho mày ăn. Ở đây. Xé gà cho mày. Ôi đâu tao quá chứ ăn nè. Tráng bỏ lên. Ngon trứng cút, trứng cút nè. Trứng cút bỏ vô. Ngon á. Mày muốn ngon bỏ trứng cút thôi đó. Ở đập bỏ vô. Bỏ trứng cút vô. Đập bỏ lên. Đập lúc trứng cút vô. Yeah. Ủa đổ trứng cút quá hết luôn á. Nè chú Cúc nè. Đây nè. Đây nè. Hai trứng cho Trâm ơi. Hả? Hai trứng hả? Ừ. Trứng luôn đi. Chú trà. Bỏ vô đây luôn hả? Nó bỏ hoài nó cháy hết rồi. Ta có một trứng à anh, hai trứng hả? Người ta là anh. Sang dữ anh. Ừ. Nó ra rồi. Ê, rớt con chua củi ơi. Rớt ra hả? Rớt rồi rồi. Trứng củi, trứng mày rớt rồi kìa. Rớt rồi. Để ta ra cho. I do for you, brother. Ôi chà. Chạy á. Đó, nóng rồi. Nóng. Bớt đi. Chưa, chưa, phải cho nó chín chín xíu nữa. Nóng rồi. Gà nè, chỗ nào ta xé nè. Bỏ cho bông vô. Bỏ tá lạ bình vô. Đó mà không xong. Hello. Ừ. Sao vậy? Sao? Hả? Ngon nha. Nó sức lượng. Má hành động. Còn gì nữa không? Đó, bây giờ tới khâu xé gà. Tới khâu xé gà nha. Ok. Bán hàng. Ừ. Lâu ngày không gặp. Bỏi. Không phải, nó còn sống nè. Sống hả? Ôi bỏ cho đây đi. Tính mời bạn cái đuôi gà mà nó còn sống mà sao dám ăn được. Rồi bỏ đây lại đi. Đây lại đi. Rồi gấp miếng khác. Khúc này ok luôn à. Wow. Nó hơi đỏ. Lên xé ra hết đi rồi bỏ vô cái ấy mình bỏ lên mình thăm lại chút. Nè mày phải hai cánh nè coi. À. Hai cánh nó bay được phải không? Được. Cái này. Nước cái loại này ăn ngon luôn không? Này không hại chuyện luôn. Chứa ấm mấy luôn không? Dạ. Rồi thịt đó nè. Chị bỏ cho nồi cho anh thấm chút. Tôi không rác. Xong ha. Là thường nói rồi chuyến đi là đầy đủ rồi.
Đuôi gà này ngon không? Mà đi đâu vậy đâu ta? Oyster. Đó đó đó, bây giờ bánh trắng nó chuẩn bị ấy rồi. Giờ bỏ vô trước. Giờ bây giờ tới món bánh trắng nướng nha bà con cô bác. Đập trứng bao giờ anh? Trứng cút bỏ vô. U chà. Tại vì khi bánh tráng nó đi. Mình thấy cái món này ở Đà Lạt nó làm á. Hai cái cho em gái nó mừng. Đà Lạt nó làm á, mình không biết làm đúng không nha. Bây giờ nóng quá à. Muốn giúp anh cầm anh phải lắc rồi. Ủa nóng dữ ta. Nóng lắm. Lấy cái này, món này món mới luôn nè. Mới luôn ạ. Chăm. Cái món này mới vậy. Không mới luôn ạ. Trứng cút cho trứng nè. Có đó chút xíu muối tiêu cho em. Thôi mặn. Thôi vậy hả? Rồi. Bỏ miếng chà bông lên đi. Anh bỏ chà bông lên. Bỏ miếng tôm vô. Đúng rồi. Bỏ trứng không? Bỏ vô. Bỏ đây nè. Bỏ vô. Nổ. Bỏ đây. Bỏ cái hành phi lên. Pháo nổ nè. Anh ấy nó làm. Pháo nổ nè. Cái gì em? Bình nè. Nó chảy ra. Ui, pháo nổ nè. Pháo nổ. Ba phái với cái trò đó mà. Đó là cái trứng xe mình đó. Chứ không phải cái phai quốc đâu. Trứng đó xe mình. Trứng cá xe mình đó nghe anh em. Rồi, bỏ trứng cút lên đó nè. Này ba ngày Tết mình không có pháo đố, mình chơi sang chơi cá. Cá. Lát nữa. Ôi, đã nhả. Rồi. Lát con Ly về nó ổ trứng cút tôi đã mất hết rồi. Rồi, có anh nóng giòn chưa ăn ngon quá và ngon luôn rồi con nè, ơi. Rồi, cái kéo rồi. Chút cái này đi. Cho nó giòn được không? Cái này nó mới bầu quá nó khô. Nó mới khét thôi nha. Mới ứng hồng thôi. Thì nó khét đó nha. Trời, lần đầu tiên làm bánh trắng nướng nghe giống như đặt trên Đà Lạt vậy đó. Được cho anh đó. Ui, ngon lành. Chưa để kia lên nữa anh, nó. Có lý luôn đó bộ. Để lên, ra không? Từ từ ra. Đó. Chọn quá lên luôn rồi. Nó đúng hết trơn không? Này nó đặt quá đúng chắc lại. Nó ra cho đều xong rồi phải gặp nó lại phải không? Gặp nó đôi lại. Đó. Gặp phải gặp cho nó đẹp chứ. Hả? Xong rồi bẻ ra, chia cho mỗi người miếng. Chỉ biết có kiếm nào phải không? Bạn thử đi bạn. Phải ngon á. Nó lâu rồi, thử đi. Khó để ý coi. Thử đi. Là phải đúng kiểu của ra nhà hàng không có. Thử đi. Có món này. Nó đảo luôn á. Rồi, em miếng bự nhất nè. Đây. Em công của em lớn nhất cái món này. Thì món một thôi. Kêu đây thì món chín nướng thấy không? Làm về tôi ra biển để các bạn đó. Đây. Hai con. Có 5 lần. Đó mà ăn tôi đồ. 5 lần. Cũng không chậm. Bơ với hành. Nó giòn cụm mà, ngon. Được rồi. Hay là 7 đồng. Mấy gà đó con. Bỏ ngon. Gà không? Chicken, chicken. Ăn nổi không? Thì không nổi luôn. Ủa, con oyster này là bá là số 1 luôn á. Quá mập luôn. Cải nước đó nè. Đó không? Nó dữ không? Đó nó dữ không? Dữ trứng đó. Con đó có thể nào quá kiếp được cho anh. Nếu được thì được anh đưa quá kiếp rồi. Cái này là ai muốn ăn oyster này dễ lắm nha không? Chỉ ra mua oyster, mua hộp trứng cá, dĩa trứng cút, bơ đờ, hành lá, rồi xong. Có trứng khác không? Không, trứng cá ăn được. Ăn cầm. Làm ăn trứng sò cho nè, không? Có trứng cá, sơ mình, trứng cút, hành, lông la đã không? Trời ơi, trứng nè. Trứng đi. Trứng cút chín chưa? Gà, có ba là mấy gà rồi. Không. Còn cái ống rồi. Rồi. quá chất lượng luôn. Hết từ chưa ai ăn qua món này chưa không? Quá ngon. Cái setup của mình nó quá đẹp luôn, nó đẹp luôn. Tuy là nó bèo bèo mà nó đẹp không? Nóng. Ngon coi không?
chơi món mới nữa nha. Là bánh tráng nướng, nóng cho nướng. Bánh tráng mè nướng, món cuối cùng của đêm nay. Giờ video này mình xin tạm dừng nha, kết thúc, chuẩn bị anh em chuẩn bị lên đường đi săn cá. Và trời bữa nay cũng lạnh lạnh rồi nha, nhưng mà trời lạnh săn cá có nhiều lắm á. Nhờ anh chị em nhớ đón video kế nha, video săn bắt cá vào mùa đông ở Florida. Lạnh rồi. Lạnh rồi. Rồi xin chào tạm biệt mọi người.